Ronaldo chấp nhận giảm 30% lương để tìm đội bóng mới. Báo chí Tây Ban Nha tin rằng Cristiano Ronaldo chấp nhận giảm lương để mau chóng tìm đội bóng mới trong mùa hè này. AS dẫn tin từ CBS Sports cho biết, người đại diện của Ronaldo, Jorge Mendes, đã thông báo với các đội bóng lớn rằng CR7 sẵn sàng giảm lương 30% để rời MU. Ngôi sao người Bologna đang nhận hơn 500.000 euro mỗi tuần tại MU, con số khiến nhiều ông lớn e dè khi tiếp cận CR7. CBS Sports tiết lộ, Ronaldo vẫn ưu tiên được chơi bóng tại Champions League mùa sau. Ngoài ra, Ronaldo muốn gia nhập một đội bóng mà bản thân anh không phải gồng gánh quá nhiều. Ronaldo muốn có được sự hỗ trợ tốt nhất từ các đồng đội. Mùa 2021-2022, CR7 là vua phá lưới của MU với 18 bàn thắng ở ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, Ronaldo không có được những vệ tinh chất lượng nơi xung quanh. Ngôi sao người Bologna muốn duy trì việc chơi bóng đỉnh cao trước khi vòng chung kết World Cup 2022 diễn ra. Hôm 20 tháng 7, cây viết Jose Felix Diaz của Marca khẳng định Ronaldo đang tìm kiếm một đội bóng mới, nhưng đó không phải là Real Madrid. Nhà vô địch La Liga vẫn tin tưởng tuyệt đối vào Karim Benzema ở vai trò trung phong. Đại diện còn lại của thành Madrid, Atletico cũng hờ hững trước khả năng chiêu mộ Ronaldo. AS tin rằng dù phía CR7 sẵn sàng giảm lương, mức đãi ngộ của ngôi sao người Bologna vẫn nằm ngoài khả năng chi trả của Atletico. Ở MU thì huấn luyện viên Erik ten Hag khẳng định Ronaldo vẫn nằm trong kế hoạch của đội bóng ở mùa tới, thậm chí Quỷ Đỏ có tính tới việc kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng để giữ chân ngôi sao người Bologna đến hè 2024. Man United không bán Martial. Anthony Martial đang để lại dấu ấn đậm nét trong chuyến du đấu mùa hè của Manchester United. Manchester Evening News cho biết MU quyết định không bán tiền đạo Anthony Martial trong mùa hè này. Cầu thủ 26 tuổi đã ghi 3 bàn trong chuyến du đấu trước mùa giải của MU ở Thái Lan và Australia. Nhưng các nguồn tin cho biết huấn luyện viên Erik ten Hag đã quyết định giữ Martial trước khi đội bóng này bay đến Bangkok. Huấn luyện viên Erik ten Hag cho Martial đá chính trong trận thắng Liverpool, Melbourne Victory và Crystal Palace. Sự vắng mặt của siêu sao Cristiano Ronaldo trong đội hình vì vấn đề cá nhân đã buộc chiến lược gia người Hà Lan sử dụng Martial. Ban đầu tuyển thủ người Pháp nằm trong danh sách thanh lý của đội chủ sở Old Trafford bởi màn thể hiện kém thuyết phục. Martial gia nhập Sevilla dưới dạng cho mượn vào tháng 1/2022, nhưng chỉ ghi một bàn thắng. Anh còn hợp đồng với MU đến năm 2024 với tùy chọn gia hạn 1 năm. Trong bối cảnh Ronaldo muốn rời đi và MU chưa thể mua một tiền đạo nào mới trong mùa hè 2022, ten Hag phải hài lòng với những gì ông hiện có. Martial chính là nhân tố như vậy. Khi được hỏi về tiền đạo người Pháp ở Melbourne, huấn luyện viên MU nói, tôi chắc chắn rằng cậu ấy có thể chơi tốt hơn nữa. Khi Martial có sự tập trung, tìm được động lực và làm việc chăm chỉ, cậu ấy sẽ chứng minh giá trị của mình là cầu thủ giỏi. MU còn 3 trận giao hữu gặp Aston Villa vào ngày 23 tháng 7, Atletico Madrid 30 tháng 7 và Rayo Vallecano 31 tháng 7. Sau đó Quỷ Đỏ sẽ chính thức bước vào mùa giải mới gặp Brighton ở trận giao quân ngoại hạng. MU bất ngờ hỏi mua hậu vệ của Bayern Munich. Elquist đưa tin MU đang triển khai kế hoạch chiêu mộ Benjamin Pavard để tăng cường sức mạnh cho hệ thống phòng ngự. MU vẫn đang lên kế hoạch nâng cấp đội hình ở hè 2022. Theo thừa Elquist, MU đang triển khai kế hoạch chiêu mộ Benjamin Pavard để tăng sức mạnh cho hệ thống phòng ngự. Ngôi sao người Pháp thi đấu linh hoạt ở hàng thủ. Ngoài vị trí sở trường hậu vệ trái, cầu thủ 26 tuổi này còn đảm nhận được vai trò trung vệ, tiền vệ cánh trái và hậu vệ cánh phải. Ngôi sao sinh năm 1996 có tốc độ và khả năng hỗ trợ tấn công tốt. Anh được đánh giá phù hợp với môi trường bóng đá ở giải ngoại hạng Anh. Bayern Munich đang làm mới đội hình trên mọi tuyến. Nhà vô địch bóng đá Đức không loại trừ khả năng bán Pavard nếu nhận được đề nghị hợp lý. Với MU, khả năng cầu thủ 26 tuổi đá hậu vệ phải là hoàn toàn có thể, bởi ở vị trí này Aaron Wan-Bissaka và Diogo Dalot đều không đáp ứng được kỳ vọng. Các cuộc đàm phán đang diễn ra và MU nhờ nhà môi giới Pini Zahavi giải quyết thương vụ này. Chelsea cùng với Juventus là hai đối thủ của Quỷ Đỏ trong cuộc chiến giành Pavard. Đội bóng nước Đức sẽ không hề bán rẻ ngôi sao của mình. Theo đó, để hy vọng có được Pavard, đội chủ sở Old Trafford sẽ phải chi ít nhất 50 triệu euro. MU hiện đang thanh lý Wan-Bissaka để dọn đường đón ngôi sao từ Bayern Munich. Tuy nhiên, không nhiều đội bóng chấp nhận chi ra 25 đến 30 triệu bảng mua cầu thủ người Anh. Roma và Crystal Palace quan tâm đến Wan-Bissaka, nhưng họ chỉ muốn mượn cầu thủ sinh năm 1997 mà thôi. Chủ tịch Barcelona xác nhận Chelsea có bom tấn Jude Koundé. Chủ tịch Barcelona Joan Laporta xác nhận rằng Chelsea đã giành chiến thắng trong cuộc đua giành chiếc ghế của trung vệ Jude Koundé bên phía Sevilla. Jude Koundé là trụ cột của Sevilla ở mùa giải vừa qua. Anh cũng được đánh giá là một trong trung vệ tốt nhất La Liga. Cầu thủ này trở thành mục tiêu của nhiều đội bóng lớn. Bản thân trung vệ 23 tuổi cũng muốn rời Sevilla để cập bến một câu lạc bộ giàu tham vọng hơn. Barca thèm khát Koundé, huấn luyện viên Xavi đánh giá cao khả năng của cầu thủ người Pháp. Ông tin rằng anh sẽ là tương lai của đội bóng xứ Catalan. Tuy nhiên, trong một diễn biến mới nhất, chủ tịch Barcelona Joan Laporta xác nhận rằng Chelsea đã giành chiến thắng trong cuộc đua giành chữ ký của Koundé.
Khi nhận được câu hỏi Barca liệu có ký hợp đồng với Koundé hay không, Laporta trả lời, không, anh ấy sẽ ký hợp đồng với Chelsea. Trước đó Chelsea đã chào thua Barcelona trong thương vụ Rafinha, bởi vậy họ quyết tâm giành chiếc ký của trung vệ người Pháp. Đội bóng thành London được cho là đã đạt được thỏa thuận cá nhân với cầu thủ sinh năm 1998. Họ đã thuyết phục Koundé ký vào một bản giao kèo có thời hạn 5 năm. Sevilla đã từ chối mức phí 47 triệu bảng từ Chelsea, nhưng Dobalo tin rằng lời đề nghị thứ hai trị giá 55 triệu bảng của The Blues đã được chấp nhận. Cầu thủ người Pháp sẽ bỏ lỡ chuyến đi đến Bồ Đào Nha để hoàn tất việc rời Sevilla. Trước đó Chelsea đã chi ra 34 triệu bảng mua Kalidou Koulibaly từ Napoli. Họ cũng bỏ ra 50 triệu bảng mua Raheem Sterling từ Man City. Những mục tiêu còn lại của Chelsea ở hè 2022 là trung vệ Presnel Kimpepe của PSG, Josko Gadion của RB Leipzig. Cần tiền, Barca yêu cầu Xavi bán De Jong và Depay. Theo tờ Sport, ban lãnh đạo Barcelona yêu cầu huấn luyện viên Xavi bán De Jong ở kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Ở mùa hè 2022, De Jong là một trong mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Man United. Do vậy, tiền vệ người Hà Lan đã từ chối đến Old Trafford vì muốn thi đấu tại Champions League. Cùng với De Jong, truyền thông Tây Ban Nha cho biết Depay không nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Xavi trong mùa giải tới. Mới đây, tờ Sport cho biết ban lãnh đạo Barca đã thông báo với huấn luyện viên Xavi phải bán De Jong và Depay ở kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Nguồn tin này cho biết bộ đôi cầu thủ người Hà Lan không muốn rời Camp Nou. Tuy nhiên, trong tình cảnh tài chính gặp khó khăn, Barca buộc phải bán De Jong và Depay để có tiền thu về khoản tiền lớn. Sau thông báo của ban lãnh đạo Barca, huấn luyện viên Xavi sẽ có cuộc gặp trực tiếp để nói rõ về tương lai của cả hai tại Camp Nou. Thời gian qua xuất hiện nhiều thông tin cho rằng người đại diện của De Jong đã gặp mặt với những người đứng đầu tại PSG và Chelsea. Trong khi đó, Depay từng có thời gian thi đấu tại Man United, tuy nhiên chân sút 28 tuổi đã không đáp ứng được kỳ vọng của ban lãnh đạo quỷ đỏ. Sau đó, anh đã chuyển đến Lyon trước khi gia nhập Barcelona dưới dạng chuyển nhượng tự do.